Chào mọi người nhé. Em tiếp tục lên máy cho mọi người xem. Trong này em bán ba cái con máy Kunlock, mã của nó là 10 gạch 10 nha. Ba con đều là 10 gạch 10. Ui, hơi khít. Hơi khít. Con này cứng cứng. Thì ba cái con này cũng còn khá là đẹp nha mọi người. Cái con này cái tay cầm dưới của nó đây, em sẽ chỉ cho mọi người thế này. Đây. Tay cầm dưới đơn thực chất của nó chỉ là một cái miếng sắt ha, chỉ là một miếng sắt thôi. Nên mình cũng làm một miếng sắt như vậy là mình bắt vào con ốc dưới này. Ha. Dưới kia là có con ốc ấy. Thì ở đây em nói là vì sao là em bán cái giá này là vì chủ yếu là em tính về tiền về ba cái bộ lam xích trượt của nó thôi nha. Ba cái bộ lam xích trượt rất là đẹp. Latin cũng rất là đẹp, nó không bị mẻ nha mọi người. Latin không bị mẻ nha. Thì chủ yếu giá trị ở ba cái bộ lam xích này thôi. Thì mấy con này dọn lên nó dùng một trâu bo cực kỳ luôn nha. Nghe kỹ video ha, thì ba cái con này em xả hàng với giá là một triệu rưỡi nha mọi người, một triệu rưỡi cho ba cái con máy này, bán cả ba luôn không có bán lẻ nha, tại vì em muốn bán nhanh cho nó hết hàng thôi. Chứ nếu mà để mà xé lẻ ra bán thì nó giá nó cũng cao hơn đấy, nhưng mà nó không có, nó mất thời gian. Tại vì riêng cái bộ ba bộ lam xích này em tháo ra em bán cũng đã hơn 1 triệu rồi ha. Ba cái bộ lam xích này, cái bộ lam xích này mỗi bộ cũng phải 500 nghìn nha. Thì mọi người cứ tính đi, cứ giá trị ba cái bộ lam xích này là đủ giá trị mua của cả con máy này, vậy là ok. 1 triệu rưỡi cho ba cái con này nha, chốt nhanh nha mọi người, nó sẽ bay rất là nhanh nên ai xem được sớm thì chốt sớm nha, không có thiệt thòi gì cho mình, không có bị lỗ đâu gì đâu. Bán được về dọn ba cái đầu máy này lên, bán ba cái bộ lam xích đi thì cũng đã có tiền lại vốn rồi. 1,5 triệu cho ba cái luôn nha, không có bán lẻ một cái đâu. Chào mọi người nha.